Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với việc chuẩn bị các nội dung liên quan, thành phố Kon Tum đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân để tích cực tham gia ngày hội lớn của toàn dân. Đối với các phường trên địa bàn thành phố, việc tuyên truyền về công tác bầu cử được thực hiện thường xuyên vào các buổi sáng và tối trên hệ thống loa truyền thanh, đồng thời kết hợp trong các buổi họp khu dân cư. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền không chỉ giúp nhân dân nắm được thời gian bầu cử, mà còn biết được đại biểu ứng cử để lựa chọn bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay là Ủy ban bầu cử của phường và tổ bầu cử đã niêm yết chính thức danh sách và tiểu sử tóm tắt của những đại biểu là bầu vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn của phường, nhất là tại trụ sở Ủy ban nhân phường và tại 9 điểm bầu cử trên địa bàn của phường Quang Trung. Và công tác tuyên truyền là qua hệ thống truyền thanh của phường phát 2 lần trên ngày và xe truyền thanh lưu động của phường là đi hết các tuyến đường, các thôn tổ dân phố có các điểm bầu cử trên địa bàn của phường Quang Trung hiện nay là thực hiện rất tốt. Là địa phương có diện tích rộng, dân số đông, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Xã Gia Chim đã xây dựng kế hoạch phối hợp với ban nhân dân cấp thôn đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền cho bà con về bầu cử từ quý 1 năm 2021. Hình thức tuyên truyền đa dạng như qua loa phóng thanh, sáng thứ hai chầu cờ đầu tuần tại nhà rông. Ngoài ra, xã còn cử cán bộ người dân tộc thiểu số có uy tín tuyên truyền đến từng hộ dân. Từ đó, bà con hiểu, nhận thức sâu sắc về bầu cử là nghĩa vụ của mỗi công dân. Cứ hàng tuần là phải chào cờ hộp luôn, hộp dân luôn, ngày 23 tháng 5. Cho nên chúng tôi cũng sôi sục chờ ngày đó để mà hoàn thành được sự đảng và nhà nước đã quan tâm cho bà con để bầu lại những người mà có đức có tài để mà hiện hành cho nhân dân. Nhân dân rất tin tưởng vào những người đã được bầu lần này thì mình cũng rất phấn khởi. Bà con rất háo hức đến chờ đợi đến ngày đó được bầu cử. Chúng tôi rất cố gắng nỗ lực kết hợp với nhau làm công tác tuyên truyền, vận động đến tận người dân. Mục đích làm gì? Để bà con hiểu và biết ngày bầu cử, là tuyên truyền vận động thông tin với nhau, những người làm xa để về đến ngày bầu cử, hội tụ đến ngày 23 tháng 5 làm sao cái ngày bầu cử của ngày hội toàn dân đạt kết quả tốt nhất. Công tác tuyên truyền tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số được thành phố đặc biệt chú trọng với nhiều hình thức đa dạng phong phú bằng loa truyền thanh, xa loa lưu động, giúp bà con nắm được chủ trương chung và tích cực tham gia ngày hội lớn của cả nước. Thực hiện công tác tuyên truyền đến với các làng đồng bào dân tộc thiểu số, thì đơn vị đã cử đội thông tin lưu động về cơ sở để tuyên truyền thời gian, các nội dung của công tác bầu cử, để bà con nhân dân nắm rõ, tham gia công tác bầu cử đảm bảo đúng theo quy định. Để nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, công tác tuyên truyền về bầu cử được thành phố chỉ đạo triển khai mạnh mẽ. Từ quý 1 năm 2021, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông thành phố Kon Tum đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa thông tin nhanh nhạy, kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân. Đơn vị đã thực hiện tuyên truyền trên sóng phát thanh thành phố, xã phường, trên trang thông tin điện tử, đội thông tin lưu động về cơ sở và xe thông tin lưu động tuyên truyền. Triển khai thực hiện tuyên truyền trực quan bằng các pano ở trung tâm thành phố, giải phân cách quốc lộ 14-24, các pano vỉa hè. Và hiện nay thì đơn vị tập trung hoàn thành công tác tuyên truyền của động trực quan như treo cờ, băng rôn trên các tuyến phố chính của thành phố.
Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú về cuộc bầu cử sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức về công tác bầu cử, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và cùng hướng về ngày bầu cử.